Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh, như các cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam đã loan tin, Chủ tịch Tập Cận Bình có thư mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân qua Trung Quốc và nhận lời mời. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi vào ngày Chủ nhật này 18 tháng 8 đến ngày thứ Ba 20 tháng 8 thì trở lại Việt Nam. Chuyện này thì chúng ta thấy ở hải ngoại người ta bình luận, tôi cho rằng là đúng là ít ngồi đáy giếng, lúc nào cũng theo cái thuyết âm mưu nghi ngờ gì đó. Để tôi xin trình bày rõ quan điểm của nhà nước Việt Nam. Từ xưa tới nay, từ nghìn đời rồi, Việt Nam ở cạnh hai nước anh em, tuy nhỏ nhưng là anh em, là ruột là gan của Việt Nam, đó chính là Lào, Campuchia. Là ruột là gan của Việt Nam, giàu nhỏ nhưng lại là ruột là gan rất là quan trọng. Nên khi mà trở thành chủ tịch nước, lúc nào cũng vậy hết, người đứng đầu đất nước đi qua thăm Lào, đi qua thăm Campuchia. Thời kỳ sau này của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc nào cũng coi trọng chuyện đó. Đó là an ninh quốc phòng, không thể để lơ là phía Tây của Việt Nam. Hai nước anh em này rất quan trọng. Là anh em thì phải tương tác thật là thân tình, cực ruột, đối xử thẳng thắn với nhau. Nên chúng ta thấy bất cứ một vị nào lên làm chủ tịch nước đều đi qua Lào và Campuchia trước. Đó là hàng xóm. Hàng xóm này không thể nào bứng mà đi được. Chúng ta có thể người hàng xóm bên cạnh gì đó vui buồn, lúc giận nhau có thể dọn nhà đi nơi khác. Nhưng đất đai, nhất là một quốc gia sông liền sông, núi liền núi, không thể nào dọn đi, thì phải tương tác để làm sao sống hài hòa, vui vẻ, an bình, chứ không phải tạo xung đột và chiến tranh. Nên người đứng đầu của nhà nước lúc nào cũng qua thăm Lào và Campuchia trước. Trong bối cảnh này, Lào rất là quan trọng cơ. Đó là xương sườn của Việt Nam, là an nguy của Tổ quốc Việt Nam, phải tương tác. Đó là về phía Tây. Còn về phía Bắc thì lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm, đây là một quốc gia láng giềng khổng lồ. Khổng lồ nên phải khéo léo. Đó chính là điều mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở hoài thôi. Ngoại giao cây tre, gốc phải vững, thân cứng, cành phải mềm. Đối với Trung Quốc lúc nào cũng gốc vững, cành mềm. Gốc vững, cành mềm. Nên trên cương vị của một Tổng Bí thư, đối với một Tổng Bí thư phải trân trọng rồi. Chủ tịch nước với chủ tịch nước càng trân trọng hơn. Hiện nay ông Tập Cận Bình là Tổng Bí thư chủ tịch nước ở bên Trung Quốc, thì bây giờ chúng ta có Đại tướng Tô Lâm là Tổng Bí thư chủ tịch nước, là sự tương tác chặt chẽ. Chứ không phải giống như ai đó ở bên hải ngoại lúc nào cũng nói triều cống, đi triều cống thiên triều. Đó là suy tư bệnh hoạn. Suy tư bệnh hoạn. Đây là một việc làm với tư cách của một quốc gia và của một đảng rất nghiêm chỉnh,
suy tư sâu chín chắn là một ngoại giao vững chắc, gốc vững, cành uyển chuyển. Sau đó thì mới đến những cường quốc khác hoặc là những quốc gia khác. Việt Nam phải biết ưu tiên thứ tự. Thứ tự đầu tiên, như tôi nói, hai nước nhỏ nhưng lại là cực ruột của Việt Nam, Lào, Campuchia trước, rồi mới đến Trung Quốc. Vì đây là láng giềng, có đường biên giới với nhau, đó là đương nhiên. Rồi sau đó thì mới đến những cường quốc khác như Mỹ, như Nga, như Ấn Độ hay Nhật Bản gì đó. Đó là thứ tự. Và tùy theo chương trình, lịch trình của những quốc gia đó nữa. Chứ không phải là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đi qua thăm là ý kiến thiên triều, triều cống. Đúng là những suy tư bệnh hoạn. Nên ở đây tôi cũng xin nhắc nhở với một bạn của tôi ở trong Việt Nam này, cứ hay gửi clip cho tôi, có một người trong mấy năm qua đó là cứ bịa chuyện là tôi còn ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam, rồi bịa hết đủ thứ chuyện bỏ vào miệng tôi. Thì tôi có nói rồi, tôi không có quan tâm đâu, không quan tâm. Loại người đó đó bịa đủ thứ chuyện hết, dám tấn công vào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi qua bên Trung Quốc là ý kiến thiên triều, là làm theo lệnh của Trung Quốc, thì còn cái gì nữa. Bịa đủ thứ chuyện về khi ấy là bộ trưởng, chỉ là bộ trưởng thôi, Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, bịa đủ thứ chuyện hết. Thì tôi là cái gì? Hoàng Duy Hùng là cái gì? Đi theo, bám theo là cây cú, tha hồ, cho. Và xin bạn đừng có gửi cho tôi những thứ đó nữa. Tôi không muốn nghe và cũng không muốn xem. Đừng nói rằng nó nói gì về anh Hùng như vậy, kệ nó. Nói gì nói đi. Rồi trở lại đó, chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân đến Trung Quốc là làm theo đúng quy trình, làm theo đúng quy trình về vấn đề ngoại giao. Đó là vì nước, vì dân, không phải là quy lụy một cường quốc. Đây là truyền thống của Việt Nam xưa kia đó. Các vị tiền nhân của chúng ta đó, lên ngai vua cũng đi qua Trung Quốc, không phải là triều cống mà là giữ sự an bình cho đất nước. Một nước nhỏ sống cạnh một nước lớn là phải biết điều. Rồi chúng ta sống cạnh hai nước, dù rằng nhỏ hơn chúng ta nhưng lại là cực ruột đủ thứ vấn đề, chúng ta cũng phải biết điều. Chính đó là ngoại giao cái tre mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất nhiều. Gốc phải vững, thân thì uyển chuyển. Nên xin chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có chuyến đi qua bên Trung Quốc thật đẹp. Mùa này ở bên Trung Quốc chưa có lạnh hẳn, còn mát lắm. Còn mát lắm nên chuyến đi này chắc là rất tốt đẹp. Mát về không khí, nhưng mát về vấn đề tình giao hảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hiện nay á, Việt Nam và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất chứ. Khoảng chừng song ngạch là 171 tỷ Mỹ Kim. Còn lớn hơn cả Mỹ kìa. Nên đừng có hở một chút xíu là kích động nói rằng à đây là cái gì đó là phải đi theo mệnh lệnh của Trung Quốc. Xin lỗi, những ai ở Việt Nam biết liền. Trung Quốc mà chấp nhận mua các nông phẩm của Việt Nam thôi thì kinh tế dễ dàng lên lắm. Tôi nói thí dụ, Trung Quốc không mua thanh long của Việt Nam nữa, thì thanh long trong những năm trước không mua, phải đổ ngoài đường, bán không ai mua nữa thì rất là kẹt. Ở bên Philippines, Trung Quốc giận không mua chuối thôi,
thì nền kỹ nghệ chuối của Philippines điêu đứng kinh tế ảnh hưởng rất là lớn. Trung Quốc làm bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, cũng là nơi mà cung cấp cho Việt Nam rất nhiều mặt hàng, nhất là hạ tầng cơ sở, kim chỉ, vải sợi, vân vân. Nguyên từng đó không, Việt Nam cũng đã cần rồi. Ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng khác. Rồi Việt Nam bây giờ xuất cảng sang châu Âu, ngoài đường thủy ra, đường hàng không ra, bây giờ đường bộ là phải qua bên phía Trung Quốc. Nên Việt Nam trân trọng Trung Quốc là đương nhiên. Là đương nhiên, chứ không phải là quỷ lụy lệ thuộc Trung Quốc. Nói đến đây tôi nhớ đến trước đây họ cứ rêu rao Hiệp định Thành Đô. Hiệp định Thành Đô, Việt Nam các vị lãnh đạo là đồng ý trở thành một tỉnh của Trung Quốc sáp nhập vào năm 2020. Họ cứ rêu rao như vậy thôi. Rêu rao cho đã, đến năm 2020, Việt Nam vẫn y như thế, vẫn độc lập và có chủ quyền như vậy. Thì sao? Họ đâu dám nói gì nữa, nhưng mà nó lái sang chuyện khác. Đúng là không biết nhục, không có sự tự trọng. Bây giờ 4 năm rồi, Việt Nam có phải là một tỉnh của Trung Quốc không? Đừng cứ nghĩ rằng cái sự suy nghĩ đó, lấy tư duy của mình bịa ra thành là một sự kiện rồi áp đặt lên trên quần chúng. Thì trong đó có cái tên đó đó. Thì tôi nói với người bạn của tôi, đừng có đưa cho tôi xem mấy cái thứ đó nữa, nó dơ lắm, kệ nó. Rồi những cái bình luận của những người hải ngoại theo cái kiểu đó nó nhiều lắm. Tôi giờ rất là tởm gớm rồi. Đó là góc nhìn của tôi về chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi Trung Quốc vào ngày 18 này, tức là ngày Chủ nhật, và sẽ về lại Việt Nam vào ngày 20. Đi như vậy là đúng với quy trình. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.